Xin chào đón cho anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp cái vấn đề mà anh em thắc mắc là làm sao mình làm mồi ủ rồi ấy để mồi nó dẻo mà đi câu nó không bị tan đấy. Thì đây là cái thành phần chính anh em này. Có cái này ấy, thì anh em cho vào mồi nó sẽ tan được hay không, hay dẻo được hay không ấy, phụ thuộc vào cái này các anh nhá, độ nhiều hay độ ít của bột mì. Cái gói này có 8.000 thôi. Nếu mà anh em mà đi câu mồi ủ bằng năng xế thì em nghĩ là không không cần đến cái này đâu, nhưng mà nó câu đơn câu đài vì cần, bởi vì nhiều bác câu năng xế thì muốn mồi nó tan nhanh ấy, mình bóp xốp vào móc móc vào lưỡi ấy, thì muốn mồi tan nhanh để nó tỏa nhanh thì không cần cái này đấy. Mà nếu mà các bác nào cảm thấy mồi năng xế của mình nó hơi nhão ấy, thì nên cho mở cái lượng nó vừa đủ, mình làm nhiều thì nó thành quen thôi. Cứ cho một vài lần thì mình sẽ lấy lại kinh nghiệm là mình cho khoảng bao nhiêu. Đây em làm cho bác xem đây, cái mồi của em, mồi em ủ chưa đó nhá, rất là nhão luôn đấy. Đó, đợi em lấy tiêu bóng ạ, bóp vào tay em mùi lắm, tỉ mã cái tiêu bóng là được rồi. Đây anh em nhé, về mồi này rất là nhão đúng không, nếu 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 mà bóp bóp bỏ lưỡi cũng không bóp vào, nói là anh em nhìn này cũng không thể bóp vào nguồn đấy, này không dính đấy. Đây vấn đề anh em đi câu gặp cái này rất là quan ngại, không dính được đấy. Thì làm sao để cái mồi này nó dính được, này đi câu đơn đấy nó được bền mồi. Anh em nhìn thấy nếu móc móc mà bóp chán nó không bao giờ dính, anh em nhìn nó tựa này đáp khăn là mồi tan hết. Cái mồi này em chưa ủ qua cắm gạo nó chưa khô đấy. Thì này đã cho anh em làm cái này, cho cái này vào thì mồi đảm bảo là rất là dẻo luôn. Cái này rẻ lắm anh em, câu đơn thì nếu mà cái gói có 8.000, nhưng mà câu đơn thì chắc thì ngày mất 1.000 đi. Còn mình ném ổ ấy, ném ổ thì không cần đến cái này đúng không, ném ổ cứ thả xả ổ trực tiếp, còn cái nào mình để trên lưỡi thì mình mới cho bột mì thôi đấy. Em làm thử nghiệm này, em làm ít cho bác xem, nhiều bác nên hỏi cái mồi có dẻo không hay nào có câu đơn được không, thì nó phụ thuộc vào bột mì nhé. Đấy, làm cho anh em xem tí, test thử ống nước. Đấy, anh em thấy bắt đầu là khi bột bột mì nó mà thấm hết, đợi một lúc ấy mình bóp đều với nhau ấy thì khô mồi là nó sẽ rất là dẻo đấy. Đây là em làm video hướng dẫn là cho các bác nào chưa biết thôi nhá, bác nào biết rồi thôi, mà em nghĩ là nhiều bác đi câu chuyên nghiệp thì cũng biết rồi, còn những anh em nào mới học mà làm mồi thì tham khảo làm sao mồi nó dẻo mịn. Thì anh em cứ yên tâm là mình làm nhiều, mình cho nhiều là nó sẽ quen tay, là sau mình sẽ biết được là mình cho lượng như thế nào là đủ đấy. Mình cứ cho làm sao khi đến cái này ấy, đấy em mình cho bắt đầu nó rất là dẻo luôn đấy. Dẻo cái này thì cứ quăng ấy, ngâm hay nước nó chảy giặt cả ngày nó cũng không bao giờ không sợ hết mồi. Nói vậy nó cũng hơi quá nhưng mà mồi nó sẽ rất là bền nhé. Đấy, em lấy nét cho đấy, anh em nhìn mồi chưa, rất là dẻo đúng không. Câu cái này thì mình móc vào lưỡi mới không sợ mất mồi nhá, kiểu nước chảy như nào cũng không sợ mồi nó tan. Mà mùi thì rất là ghê luôn, mùi ổ chua mà. Giờ em sẽ cho vào cái chai này em test thử các bác xem nhé. Đấy, nhiều bác thì bảo nó phụ thuộc vào cái độ nước chảy này mấy này cá cắn này, cá con tỉa đấy. Nếu đúng là như vậy thì mình sẽ căn làm sao để cái nước chảy như thế nào, thì mình thỉnh thoảng mình nhấc mồi lên xem nó có tan hết hay không là biết ngay. Mà rồi giờ móc vào cái lưỡi này em thả thử cho xem này. Nhiều anh em cứ hỏi là cái này mình sử dụng cơm nguội bóp có được hay không, cơm nguội cũng bóp được nhưng mà cái vấn đề ở đây là cơm nguội mình cố đớn mình phải giã nó nhuyễn ra đấy, cố đơn mình phải giã nhuyễn ra
cho cơm nguội nó mới đều được nhỉ. Nhưng mà cái này thì mình bột mì không ấy, mình không cần cơm nguội thì nó vẫn đều luôn, nhưng mà bóp cái đều luôn, còn cơm nguội phải giã. Đấy anh em nhìn thấy chưa hả? Các bác có kinh nghiệm rồi đi câu ấy thì lúc nào mình mồi mình về nó kỹ nó chặt đấy, em về họ nó nhỏ nhỏ này, nó chặt thì xuống nước nó mới được bền. Đấy, giờ thả nước anh em xem. Này câu đơn nó vậy, câu lăng xê thoải mái. Anh em nhìn chưa? Đó. Anh em nhìn chưa? Độ tan hay không nó cũng phải phụ thuộc vào cái bột mì rất là nhiều. Bất kể các loại mồi bột mà anh em đi mua ngoài quán vậy. Muốn câu đơn được thì phải cho bột mì. Nếu mà một lưỡi đơn này mình mà không bóp bột mì vào mình nhất nên không là nó sẽ mất mồi ngay. Đấy, từ đây này hôm nay em làm ví dụ có bác xem máy từ cái mồi không thể bóp vào, nhão nhoét luôn đấy, coi nhìn này nó không thể bóp vào nữa luôn nó cứ bóp làm sao mồi của mình nó khô nó dẻo ấy, khi nó không dính tay được thì mình đi câu đơn đấy là ok. Đấy, anh em nhìn chưa, để nước không thì không thể nào tan được. Đấy em nhắc các bác xem này, tạm rất là từ từ. Đây các bác bảo là phụ thuộc vào nước chảy hay đấy, đấy đúng không? Các bác nhìn thế này, nước chảy có bác thì cũng không thể nào mà mồi nó cứ bay lên bay xuống này được đúng không? Thoải mái luôn. Đấy, này mà câu đang xê thì mình cứ cho ít bột mì đi tí là ok. Câu đơn thì mình cứ cho khi nào mà tay mình bóp nó mồi nó dẻo là ok rồi. Anh em mình chưa nhấc chán thôi, nước này cứ nhật cả ngày luôn, tất là bền mồi nhá, khi nào cá ăn thì mình nó mê tan hết thôi. Đấy, em thấy chưa, thoải mái luôn đấy. Đấy là mình còn câu, mình còn ở trên, nếu mà cho đất kiểu nhiều bác câu chạm đáy ấy, thì cái để không này không ra tan được, nó tan thì cũng cá đến cắn thì cũng biết ngay. Đấy. Nhiều anh em ở trên kênh của mình cứ băn khoăn là mồi này có bóp vào nữa thì không, anh nhiều câu hỏi đặt ra quá này em mới làm cho anh em xem cái nguyên liệu để cho vào một mồi nó dẻo đấy. Còn em câu nục thì em không cần những cái này đâu, em xào trực tiếp thôi. Câu lăng xê thì cũng ít lắm, câu lăng xê thì lượng bột mì trộn ít. Đấy, đây là cho anh em câu đơn câu đà nhé, tham khảo. Tất cả các loại mồi nào cũng có thể sử dụng được. Cái nguyên liệu mà để mồi được dẻo thì nên cho bột mì và rất là rẻ thôi. Câu đơn thì 1.000 bột mì thì bác câu cả ngày cũng hết. Một gói này nó được nửa cân ấy, một gói nửa cân. Rất nhiều ấy. Trông heo rất 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 nhiều mà. Đấy. Mấy hôm nay các bác lên kênh của em bình luận ấy, em thấy nhiều bác câu được rất là nhiều cá luôn, toàn cá to, đặc biệt là trôi. Các bác câu này con trôi 8 cân nhận mà từ bé giờ đi câu thì chưa chưa dính con nào hàng khủng như vậy. Rồi ở chỗ em câu ấy thì bây giờ trôi rất là hiếm, người ta hầu như người ta không nuôi trôi rồi, ngoài ngoài sông ngoài kênh giờ nó khả năng cá nọt ra rất là ít ấy. Là em câu này đa phần được chấm chấm cỏ và chép, nó rất thích ăn cái loại mồi này nhá. Đô phi toàn con to mới ăn thôi. Câu nó rất là yên tâm, không sợ cá con phá. Đấy. Em nhìn mồi này, bỏ cái là mùi nó nồng nặc mà mồi này của em là nó cũng chưa được ấy. Mấy nay em đi câu cũng móm suất, trời mình bóc bây giờ nó khó câu, nắng nữa, cá ít ăn mà đi gặp kích thủ nhiều. Anh em nhìn chưa, thế là hôm nay em đã giải quyết được cái vấn đề mà anh em băn khoăn và thắc mắc. Nhiều bác nên cứ hỏi bình luận trên đấy để hỏi ấy. Thì hôm nay là các bác làm thế này thì câu rất yên tâm, tất cả các loại mồi nhá các bác nhá, tất cả các loại mồi đều sử dụng bột mì thì bóp ra sẽ dẻo.
Cơm nguội cũng được, nhưng mà cơm nguội giờ mình sẽ rất là mất công. Mất công thì sao, mình phải giã ra, mà khi mình bóp vào đấy thì cơm nguội nó cứng, nó không được hòa trộn với mồi. Bóp nó sau cái cá cá ăn đấy thì mồi cứng ăn rất là lâu, bột mì thì mình chỉ bỏ vào cái mình bóp cái là mồi nó dẻo rất là nhanh mà rất là mềm, mà nó hút ẩm cho cái mồi của mình đấy. Cá ăn này bao nhiêu này, tan rất lâu mà cá này mồi này rất là dẻo đấy. Mồi nó dẻo như thế này cơ mà, động cái cá thì ăn được ngay, nó không mất thời gian, nó rỉ rỉ rất là lâu mà mồi này, bền đó. Rồi em nào làm cho cái video này hướng dẫn các bác vậy nào cũng là gần như là hết cái bí quyết của mình rồi, làm sao để câu được hiệu quả nhất. Chúc các bác đi câu nhiều cá nhé. Liên hàng thì vào nhắn tin trên Facebook cho em xem. À tí em để cái số điện thoại của em ở bên dưới để các bác kết bạn, khi nào mà lên hàng thì gửi cho em xem nhé. Rồi, xin chào tạm biệt. Chúc các bác lên nhiều hàng to.